Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách convert file 3ds Max sang desktop. Thì do một số bạn là thông thạo phần mềm scope nên chỉ lấy cái vật dụng hoặc là một số đồ đạc bên 3ds Max rồi qua crop. Thì sau khi qua crop thì các bạn có thể xước qua dao để đo kích thước dễ dàng hơn là 3ds Max ha. Xước 2D dễ hơn. Còn 3ds Max thì xước 2D thì cũng được nhưng mà nó lỗi nhiều lỗi lắm. Còn bên gấp thì xước 2D để qua AutoCAD thì nó hoàn hảo hơn. Thì đầu tiên thì mấy bạn vô cái trang là d5render.com này để download cái file convert về ha, d5render.com ha. Thì cái phần mềm D5 Render này nè là một phần mềm render real time ha, nó giống như là Lumion với lại Enscape vậy đó. Và nó có cho mình miễn phí, dùng miễn phí tháng 2 tháng vậy đó. Đây mình muốn dùng miễn bản miễn phí mình đào cái này về à. Thì cái này cũng khá hay đó, giống như kia nó tạo hiệu ứng chuyển động rất là đẹp à. Rồi mình lần lượt mình kéo xuống dưới ha. Đây là nó cũng có thư viện sẵn đây ha, để năm render cũng sẽ y y chang bên Lumion đó, để các bạn sử dụng sao thì nó sẽ giống vậy ha. Đó đây là các phần mềm công vận nè, 3ds Max là Scope là Rhino nè, AutoCAD là Revit là Cinema 4D và Blender ha, nó cũng đủ nó vậy. Thì bấm vào chữ download để năm công vận bấm vào đây ha. Thì khi đánh vào đây á thì nó nhảy vô một cái trang khác. Thì nó hiện lên tất cả các plugin để mình cài. Thì đây mình muốn cài cho 3ds Max, do đó mình download cái này về ha, bấm vô chữ download rồi. Sau khi download xong á thì mình nó ra một file này ha, file này nè, mình giải nén ra file nén nè, đây do mình giải nén sẵn nên mình có file này sẵn này ha. Thì mình giải nén ra, bấm chuột bằng cách bấm chuột phải thôi, bấm là extract here nè, nó giải nén ra thôi. Thì mình xóa thử đây luôn này luôn ha, xóa thử mấy cái luôn, rồi bấm chuột phải nè, extract here, đó, thấy không? Thì ra cái này, rồi mình lấy đo cho mình cài thôi. Thì cái thao tác cài cũng khá đơn giản ha, mình chỉ bấm net z nè, cái gì khác hết đó. Rồi bấm OK nè ha, rồi chọn I accept this agreement, rồi bấm Next thôi. Rồi ở đây nó hiện một số vạch sâu của 3ds Max, thì do đây là mình cài Max 2022 nè, thì mặc định nó chọn Max 2022 cho mình luôn. Còn trên máy bạn có bao nhiêu Max thì nó sẽ chọn tự động, nó tiết chọn này cho mình ha. Rồi mình cứ bấm Next thôi. Next rồi ở phần nào vậy mình cũng bấm Next thôi, nó tự chọn thư mục 3ds Max 2022 nè ha. Rồi Next luôn, rồi next install vậy thôi. Để thao tác cài khá đơn giản ha, không làm hết chỉ nó next viết thôi, rồi finish. Rồi bây giờ mình phải mở cái file của mình lên, mở cái file mình lên, nhấn vào vô ha, mở file bài sẽ mặt lên. Đây là một cái file phòng ngủ ha, phòng ngủ này mình cũng tải trên mạng thôi, tải mạng thôi. Thì F3 thì coi cho nó là gì, F3 nè, phòng ngủ đơn giản là top S C camera 2 C camera 9 ok. Đó là file phòng ngủ ha. Thì bây giờ mình convert hết cái này sang cái đất luôn à.
Thì khi bạn cài xong á, bạn cài xong cái D5 Convert thì nó sẽ vô một cái giải bút tông này cho mình ha. Trong này nó có chữ scope này không, SKB nè, thì các bạn bấm vô đây, bấm vô đây rồi rồi các setting đó thì mình cứ để mặc định luôn, mình không làm gì hết á ha, mình để mặc định luôn ha. Input hidden object gì đó, mẹ corona face origin center hay on đó, thì đa số mình không chọn này, mình cứ để mặc định nó định thôi ha. Còn cái chức năng select only đó, trừ khi là mình muốn xuất một cái đối tượng nào đó thôi, mình chọn đối tượng đó thì mình bấm vô chữ select only. Còn nếu mà không bấm vô chữ select only này á, thì mặc định nó sẽ xuất hết toàn bộ cái cảnh này hết ha. Rồi mình bấm vô export ha, export. Rồi export thì mình đặt tên file thôi, ví dụ xuất bài mask sang nè, mình bấm vô đây ha, ok, xéo đè. Rồi chờ tí nó chạy nè, export mask này không, nó chạy thành trường chạy ở đây nè. Đó, quá trình công bộ nó diễn ra khá nhanh ha. Rồi là xong rồi, backup success này. Thì là mình xuất lên theo một desktop ấy, thì do mình kiểm tra trên desktop này. Desktop ha. Đây, xuất bare-metal-ketup này ha, là cái file mask của mình. Còn cái file scope là xuất bare-metal-ketup này ha. Thì khi mình xuất á thì nó có một cái thư mục kèm theo nữa. Thì thư mục này là gì? Là texture của nó. Thành ra là mình chép cái file này nè. Bấm Ctrl+X nè. Ctrl+V. Dán vào đây để làm chi, để nó đi theo texture ha, tại vì xuất kiểu này thì texture đi theo luôn. Rồi bấm vô đây ha, mở lên nè. Không thấy hoàn hảo không? Ok ha. Rồi giờ kiểm tra thử. Nó lưới nó rất là, thành ra mấy cái model mà bên scope á, mà bạn thấy đẹp đẹp á, thì đa số không phải dễ bằng kết mà toàn là sức từ 3D Max qua ha. Đó, thì nó mới đẹp được vậy. Chứ còn bên kết thì nó dựng mấy cái chi tiết mà con quẹo thì cũng được á, nhưng mà phải dùng rất nhiều lúc in. Nguyên mới làm được chuyện này. Rồi giờ mình kiểm tra thử ra, mình stand nha, kiểm tra thử nè, cái background của cái mắt cũng vô luôn nè, mà kiểm tra cái layer thử coi nha, text nè. Thì nó chỉ có một layer thôi, nó một layer thôi. Rồi giờ mình thử quản lý bằng object thôi, thử chọn nè, ấm chuột phải nè, hai nè, đó thấy không? Rồi cái phần, còn nguyên C luôn thấy không? Cách nào hết? Rồi thử cho mình hút vật liệu ha, vật liệu thử coi nó vô, bấm vô Access Editor ha. Rồi vô vật liệu nè, đóng sổ ra nè nha. Rồi mình thử hút một cái nào đó, hút vật liệu một cái nào đó nha. Ở đây bấm vô Material ha, bấm vô hút ha. Chích vô cái giường đi. Thấy không, nó vô nè. Tiếp vô cái
ghế nè, đó thấy không, vô vô cái ván nè, đó vô ha. Đó, nói chung là cũng khá ok á, thì xếp cái này rất là nhanh ha. Duy có chỉ có một điều thì mình là khi mình qua đây á, mình push nó không được nữa. Ví dụ mình chọn từ này ha, chọn từ nè, cái đâu giờ nè, chọn này mặt push, push đây nè, thì nó báo là cannot push and pull cover or smooth surface. Có nghĩa là khi nó công vật đây á, thì cái mặt này nó thành mặt cong rồi. Ha. Thì hiện giờ thì mình vẫn chưa tìm được cách khắc phục cái này. Thì nếu bạn nào đã tìm ra được cách nào khắc phục được đó thì có thể comment bên dưới để cho các bạn khác cùng học hỏi ha. Rồi ngoài cách này thì nó còn có cách thứ hai. Cách thứ hai là giờ mình tắt cái này đi ha, file new no ha. Cách thứ hai thay vì xuất bằng D5 render thì mình xuất kiểu khác. À, xuất bằng cái VeriSync thì xuất bằng VeriSync á, khi mình không cài D5 thì nó lâu hơn tí xíu, lâu hơn và cho kết quả cũng tương tự ha. Bấm chuột phải nè, mình bấm nè, bấm chuột phải vô cái khung cảnh VeriSync is bold hơn, VeriSync is alter nè. Rồi ở đây explore path là chọn cái đường dẫn, thì được mặc định đường dẫn nó là nằm trong thư mục document nè, bài đáp hay không là trong scenes. Mình có thể tạo đường dẫn thì mình chọn đường dẫn mới là trên desktop chẳng hạn gì, desktop desktop rồi rồi mình xuất vô cái thư mục này luôn ha, thư mục này luôn, rồi mình đặt tên cho nó là VeriSync sketchup SKB, SKB rồi bấm save hay là đường dẫn xong. Đây là các mục tùy chọn của nó, thì mình mặc định mình giữ nguyên hết, mình không thay đổi gì hết. Mình chỉ bấm là vô phần là export thôi, export đây nè, bấm export này nè, chỉ bấm vô phần này thôi là xong. Ở đây nó có cái tùy chọn VeriBath thì giữ mặc định luôn ha. Nhớ là bấm export, chuẩn bấm export render này rất là lâu ha, bản thân bấm export này đã mất thời gian lắm rồi nè, các bạn bấm export thử ha, rồi chờ ha. Bo đó, bây giờ nó load vary login nè, nó chạy nè. Một số cái này khi bo thì do cái khung cảnh này nó cũng thiếu vật liệu nè, thành ra nó sẽ báo vật liệu nó thiếu, thiếu liệu do cái file này mình download trên mạng á, nó thiếu khá nhiều ha. Đó, thiếu khá nhiều rồi. Nhưng mà như vậy cũng là xong rồi đó. Bây giờ mình vô kiểm tra cái phần desktop có nha, desktop nè, không thì VeriSync sketchup này không, đó nó file ra cái file này, thì bắt đầu bây giờ mình mở cái lên ha, mình mới vô file import ha, import nè, rồi vô cái nó có on time nè, thì ở đây mặc định nó có cái VeriSync này không, ở đây nè. VeriSync file này không, nhưng mà mình chọn, do mình chọn chức năng là on support type rồi, thì nó hiện luôn cái này cho mình. Cái này vẫn chưa có, mình chọn là VeriSync đi ha, VeriSync file nè. Rồi VeriSync file thì ở đây mình chọn là desktop, desktop đúng không, rồi xuất sang ở đây VeriSync kết này ha. Rồi trong phần option á thì nó có các chức năng nè, có import line rồi scene scale gì đó, mình cứ giữ mặc định hết. Có setting angle đó là cái góc bo đó thì mình để là không thôi, chứ đừng để 20, cái góc nó bị tròn tròn nó khó chịu lắm. Bấm ok nè. Rồi cái mod thì giữ nguyên, add component open file gì đó thì giữ nguyên hết ha, add and play hoặc open file thì mình chọn là add and play là thêm và đặt, thì mình bấm open file để cho dễ, open file thôi, bấm ok ha. Rồi bấm import, này bấm import vô, rồi chờ nó chạy, thì cái này chạy cũng khá mất thời gian để mình tính phút rồi mình báo cho các bạn ha. Bây giờ là 8:36 nè, 8:36 mình chờ thử ha.
Rồi gì cũng nhanh ha, cũng mất 1 phút à. 636, 637, 1, nhưng mà nó cũng xoay vô đây lần hồi nó mới vô nè. Chứ cũng không nhanh lắm rồi. Đấy, chờ nó lần hồi ha. Rồi, đó nó vô đó. Rồi giờ bấm zoom extend thử coi nha. Rồi, vô rồi. Cách này á thì nó bị cái lỗi là mấy cái ô lưới đó nó bị đường chéo nè, giống như mình xuất cái file kép qua bytecmap mà mình chút cho nó hay bị lỗi đường chéo, thì đây coi có bị không nha. Giờ đầu tiên kiểm tra cái phần laser coi có laser không, thu nhỏ lại ha, thu nhỏ cái này đi, thắt phần thắt nè, đó thì nó vẫn có một laser thôi, nó không có nhiều laser ha. Rồi chọn cái chân này, bấm chuột phải 2. Rồi, giờ thử ha. Rồi, kiểu này mình kiểm tra coi cái map nó có vật liệu kèm theo nha. Bấm vô cái này ha. Này, very thin. Thì nó không có cái map kèm theo hết. Back ra coi. Có không? Không có, nó không có map kèm theo. Sức dạng very thin thì nó vô thôi sơ, nhưng mà nó bị lỗi những cái đường chéo này ha. Thấy đường chéo không? Rồi kiểm tra cái nữa là vô Asset Editor coi hút màu vô không nha. Rồi thử hút màu, thử hút hút màu trắng vô cũng được, hút cái rìm vải vô nè, rìm vải vô cũng được đó. Rồi bây giờ kiểm tra cái phần boost and bone có được không nha. Stand. Cái VC này mình thấy cảm giác nó nặng hơn cái Dynamo Convert nè. Mình làm gì nó lâu, dịch. Rồi edit on high last nè. Rồi edit đó cái này vô. Còn mặt này ha, không nó bị đường chéo phải không? Boost lên nè. Đó, nó cũng giống như cái kia ha. Cannot boost and bone cover or smooth surface. Thì hầu như là mà khi mình xuất qua từ 3D Max qua đó, cho dù là Dynamo Convert hay là VDSense Expo đó, thì nó cũng bị điều bị cái lỗi là không chỉnh sửa cái mặt phẳng được nha. Thì ngoài ra mình có một cách khác, mình nghe nói là dùng phần mềm Simlab Composer đó, mình chưa thử, để sau này mình thử coi nó được không thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Thì trên đây là hai cách mình convert file 3D Max sang cái đất. Một cách là bằng dùng cái login D5 convert. Cách thứ hai là dùng VeriSense Export. Thì có bạn nào mà có cái cách nào mà hay hơn nữa thì nên comment bên dưới để cho các bạn khác cùng học hỏi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc bạn thành công ha.